Ở video thứ nhất, các bạn thấy ở video thứ nhất thì chúng ta đã tìm ra cái tính toán các tài trọng này. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi ở video thứ hai thì mình sẽ mô hình MIDAS, mô hình MIDAS cấu tròn để tính nội lực lớn nhất để chúng ta nhập vào đây. Nhập các cái gì nội lực vào đây để tự load sang đây, tự sang link sang đây để tính toán và kiểm tra nhé. Để mô hình cái vòng tròn này chúng ta sẽ có một cái bản vẽ của vòng tròn đây, cốt thép vòng tròn đây, đường ngón đây, cái kích thước cụ thể đây. Thì đầu tiên mình sẽ đi vào mua vật liệu nhé, vật liệu ép cho vật liệu này, vật liệu ở đây là đầu tiên bê tông này, tự định nghĩa này, chúng ta sẽ đi vào số liệu nhập vào nhé, vật liệu bê tông nhé, bê tông ở đây là bê tông này, bê tông này F phẩy C này, 7,6 này, mô đun đàn hồi này, mô đun đàn hồi đây là mega pa này, đổi ra kiloton lên mega pa chúng ta sẽ nhân với kiloton, đổi ra đây kiloton thêm thêm mét rồi. Và chúng ta để đây kêu tương với máy bình thì chúng ta nhân với 13 nhé, chúng ta nhập số liệu này xuống vắng nhé. Đây trong phải 2 nhé, ở đây thì 1,17 em mức từ 5 nhé. Trọng lượng ở đây này, chúng ta sẽ xem trọng lượng ở đây này, trong lượng của bê tông chúng ta nhập vào đây là bao nhiêu, lượng bê tông là 25 nhé. Ok, ta ép xong phần bê tông, ta xem phần mặt cắt nữa, ép cái phần mặt cắt vào, mặt cắt của cống đây, rắc cống đây 0,17 này, mà chúng ta tính toán lên cho dài 1 mét này. Mà có chỗ đây nhé, mặt cấu của cống nhé, cấu bây giờ nhé, ta chọn ở đây là 0,17 này và 1 mét này. Ok, bây giờ chúng ta tiến hành mô hình lưu cái file này, tính toán chống D2. Ok, nút grid nút. Ok, tiếp vào đây, từ cái nút này thì chúng ta sẽ vẽ ra cái cống này, này đối với cái cống phần cống này nhé, offset 170/2, 170/2 85, xếp 85. Đây chúng ta thấy cái cống này thì chúng ta phải là cái trục với cống nhé, chúng ta ở mô hình thì chúng ta phải lấy trục với cống này là mô hình nhé, không phải lấy mặt trong hay mặt ngoài nữa đấy, mô hình chúng ta lấy cái trục này, chúng em xem đường kính của trục này, bán kính này là 1085 này, đường kính 2170 này, chúng ta tạo các điểm để cái mô hình của cái cống
chúng ta có điểm gốc này vừa không không vừa rồi chúng ta lấy điểm này nhé, ta sẽ chọn tạo thêm hai cái điểm này nữa, một điểm này và một điểm này để mô hình cống. Điểm này là âm, bán kính vòng âm của 1085 nhé, x là âm 1085. Thế select này, từ 1,55085 từ 1,085 này, Z thì 1,085, Y bằng 0 nhé. Từ 1,085 Z bằng 1,085, Y bằng 0. Ok, nút thứ nhất nhé. Tiếp tục chọn ra nút cái thứ hai. Nút thứ hai chúng ta thấy đây là nút này thì lại X thì nó lại dương. Ok, từ tạo ba cái nút này chúng ta sẽ mô hình cống này. Mô hình cống này element clip element này, clip line element cover nhé, chọn được tròn từ 3 điểm này. Đây là vật liệu cống này mà các cống nó tự linh hoạt ở đấy mà. Chọn 3 điểm, 1 điểm này, 2 điểm này, 3 điểm này. Ok. À. Nó sẽ mô hình này nhá. Đây các bạn chọn càng chi tiết ấy, tức là nó cái đường tròn này các bạn chia nó thành mấy phần đấy, các bạn chọn nó thật nhiều phần vào. Thì ở đây bạn chọn nó khoảng 50 phần thì nó sẽ đường tròn của bạn sẽ ấy hơn nhé. Bạn chọn 50 phần, ok, thì đường tròn của bạn sẽ nó sẽ không bị đấy, chia thành 50 phần thì nó sẽ tròn hơn, chia thành 8 phần thì nó cảm thấy nó hình đa giác ấy, không tròn đây. Ok, thì đấy chúng ta mô hình xong hình tròn và mặt cắt. Bây giờ chúng ta sẽ mô hình tác trọng tác dụng vào nhé. Đây để các bạn tính toán này phía này, và đây là mô hình. Thì bây giờ mình sẽ mua khai báo loại tạo ngoài lót này, từ siêu lót này, siêu lót này, tặng bản thân này, là DC đấy, là DC này, ít lót này, phải tặng bản thân này, nhét ta vào. Thứ hai là ta tặng cái chép A này, tên cống này. Và tiếp theo là DVK này,
đưa các nó tạo trong tại trong lớp phù à. Tiếp theo là hoa tài là hoa tài xe l chín ba l xe và làn đứng luôn ạ, gộp lại l nhé, cộng hai lên tại trọng này vào nhập vào theo cộng hai giá trị này nhập gộp vào là một giá trị tại trọng. Đây đơn vị đây là kim tương đến mét bình, bởi vì đây là một mét, một mét nên ta nhân một mét thì nó ra là kim tương đến mét, bỏ cái phần mét bình này thành tương đến mét. Đây tiếp theo là EH, này là tạo trọng ngang của đất đất nhé, xong ngang của đất này. Ngang của đất này, tạo trọng ngang của đất này. LS là tải trọng mặt tải chất thêm gây ra, hoặc khi mà mặt tải chất thêm nó chất lên phía trên thì nó gây ra một cái áp lực ngang thêm tại cống, chúng ta có hoặc tải chất ngang thêm hoặc tải ngang tải trọng ngang do tải trọng chất thêm. Một hai ba bốn này, năm sáu bảy được, bảy ok. Đây tải trọng mặt thân cống này, thì phần mềm nó tự tính như này, chúng ta nhập vào đây này. Đây là tải trọng IC này, cho vào trừ một này thì nó có tải trọng ngang này. Ok, đặt bản thân nó tính rồi. Tiếp theo là chúng ta này, đây những gì chúng ta làm việc thì nó hiện ra đây, tạo động bản thân nó có này. Tiếp theo chúng ta đi vào trọng cái kép A nhé, cái kép A là tạo động có nước này. A chúng ta trong lúc A từ chúng ta đã mô hình xong nhé, bây giờ chúng ta đi mô hình vào cái tải trọng là EV đi. EV phần nửa trên một cống trên của cống, chúng ta chọn lót element beam lót, ta chọn EV này, ta chọn đây là S này, phương Z, ta nhập vào đây này, và cái giá trị này đây, đây kim tơn trên mét, giá trị đây là nhân với 1 mét thì nó là kim tơn trên mét, EV là cái này. Sao không biết giá trị này âm đi xuống là nó âm. Ok. Đấy, đã có giá trị EV nữa. Thì chúng ta tiếp theo chúng ta đi với kép nhé. Đi với kép tương tự chúng ta chọn một nửa còn không thế nào. Vuốt hết đây. Không gồm với Z, không ép nhé. Đi với kép không nhé. Thì âm nhé. Ở đây là 11 12 và 6 tạo S vào
Trước chưa tạo làm xe nhé. Xe và làng này, nhớ những này này. Tao sẽ quét. Bây giờ chúng ta sẽ mô hình cái tạo động ngang nhé. Đây chúng ta đây đắp tắt cái cống này. Đắp phủ này, đều thép này. Lơ lơ này, xe này. Bây giờ mặt tại ngang nhé. Bây giờ chúng ta đi vào mô hình tạo trọng đất ngang của đất và LF nhé. Với kép A thì chúng ta đã mô hình xong nhé. Bởi vì với kép A thì mô hình tại sao mô hình sao? Bởi vì cái phần chúng ta xem ở đây. Với kép A là tạo động nước nhé. Thì các bạn nếu mà tạo trọng đất thì nó tác dụng như thế này. Thì hướng của nội lực của nó tác dụng ở đây. Nước thì nó nếu mà nó tràn đầy trong đây thì nước nó đầy nó sẽ đầy và từ đây đầy ra. Nước đầy ra, mặt đất nó đầy từ trong ngoài vào. Như vậy thì nội lực của nếu mà mô hình nước cái toàn bộ cái cống này thì sẽ giá trị tại đây nó không phải là giá trị mắc, không phải trường hợp bất lợi nhất nhé. Tương tự bên này cũng thế. Bên này cũng là nước, nếu mà nước và nước nó ngược dấu với cái phần đất đắp thì nội lực nó sẽ giảm đi. Đây chúng ta sẽ không mô hình là nước, nên là không mô hình nước nó tác dụng cái thành phần này, mà chúng ta sẽ mô hình nước nó tác dụng từ cái khoảng phần này, từ chỗ này này, tới khoảng vùng này này. Đấy, chúng ta sẽ có tại vùng nước nó tác dụng trong khoảng này để nó gây ra cái nội lực lớn nhất từ đây. Đấy, nước không tác dụng khoảng này để nó gây ra cái nội lực tại mặt cắt này là lớn nhất, tầng phần này là lớn nhất. Chúng ta sẽ đi ra, chúng ta sẽ chọn một cái mô hình, một cái là phần nước có tác dụng trong khoảng này, và trong trường hợp hai là nước nó không tại đây, nó không tác dụng ở đây, để xem cái trường hợp nào là nội lực tại đây nó lớn hơn nhé. Chúng ta sẽ lấy thì chúng ta lát nữa chúng ta sẽ mô hình nước sau. Bây giờ chúng ta đi mô hình mà tạo trọng ngang của đất nhé. Ok, tạo trọng ngang của đất thì chúng ta sẽ ấn ngay đi để chọn con này. Vị trí này chúng ta đấy, xanh này chúng ta sẽ cắt đôi nó ra. Để chúng ta tải vị trí đỉnh này, đỉnh của mặt cắt là mặt đáy này, là mặt cắt 11 là mặt cắt 33. Đấy, chúng ta sẽ có mặt cắt 11, cắt 33. Ở đây chúng ta cũng chia đôi nó ra, có điểm như này. Ok. Vừa rồi ấn F12 để loại bỏ cái nút thừa ở đây. Nói chung là F12 là loại bỏ các phần thừa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tạo mô hình lót lót này. Line beam lót này. EH này, trọng ngang này, dần lai này, ngang là thẳng x này, chúng ta thấy tại trọng ngang thì nó ở phía đỉnh thì nó nhỏ, cái đáy thì nó lớn hơn nhé.
nên chúng ta hãy chọn ở đây luôn các bạn. Nếu không này mô hình ở đây là x, chị này 8 phẩy, cái này là 24,82. Nhập vào đây thêm cái vị trí nào. Chưa lót, chưa có thật ngang toàn này lót lót fix làm sao để cho nó từ đây nó kéo xuống là thế này.
Đấy, đây chúng ta là mô hình hiện đây. Ở đây nó là 8,6 này. Ở dưới này, trên đáy của này nó là 24,8 này, ok. Nhưng mà đúng như ta đã nói ở phần video 1 ấy, thì tác dụng tại tầng ngang ở đất ấy, thì nó tác dụng trong khoảng này này. Đấy, nó tác dụng trong khoảng từ đây đây từ cái đỉnh này có khoảng này khoảng đến đây thôi, không phải nó đến đáy mà đến vị trí tiếp giáp giữa cái móng này và cái cống đến đây đến đây đấy đây ngang tác dụng lên đây. Không phải đây chúng ta cho nên chúng ta ở đây ta tìm những vị trí này nói vị trí này chúng ta cho vị trí này là nó lên đây một khoảng 340 nhé. Đây tạo ngang đất nó chưa chưa lấp vào chúng ta tìm cái vị trí 340 đấy từ đây này chúng ta sẽ đây, ta tắt cái này đấy. Chúng ta cứ đưa cái điểm này offset lên nút này nút trên select không phải 34 ok từ 024 này chúng ta offset nó ra một khoảng 2 mét trừ 2 trừ tăng x này trừ 2 này. Bên này là 2 này và xóa này đi clip element này, element clip element chúng ta tạo đây đấy, nó sẽ tạo cho ta một cái điểm để phải giao điểm điểm này nó tạo cái các điểm này đấy nên chúng ta tạo cái điểm này là chúng ta xóa các cái này đi. Đấy chúng ta chọn cái điểm này đây đấy tôi cái điểm này điểm dưới nhé đấy, điểm dưới đấy, ta sẽ tạo cho ta cái điểm điểm này nhé đấy chúng ta sẽ tạo ra một cái điểm điểm này thì chúng ta mô hình giới hạn cái tập ngang đất. Bây giờ chúng ta làm mô hình tại ngang của đất như nó chọn lại bêu lót nhé tầng ngang nhé EH nhé EH ta chọn vào đây là đây nhé là phương x nhé ta chọn đây là select element nhé ta chọn đây là phương x nhé để mặc định như này nhé ta chọn đây là số 1 nhé ta nhập giá trị nó vào 8 chọn này 24 phần mấy đó copy vào từ phần Excel này copy vào đây bây giờ chúng ta sẽ quét chọn lấy lên lần nữa chúng ta để không được vào đây chúng ta chọn vào đây quét chọn phần mà tại trong ngang nhất cũng vào đấy chúng ta tìm xem cái điểm vừa rồi giới hạn đấy điểm là giới hạn đấy này đến cái điểm này tại
không nào, nếu chấp nhận cái điểm này. Ok. Đây thì nó xóa cái này đi. Ok, chúng ta bây giờ tiếp chúng ta phải chọn hai điểm nhé. Một điểm này và cái điểm cuối cùng là điểm này. Sao mình chọn cái logo X rồi mà nhảy cái logo Z này, ta làm lại nhé. Mình xem đèn nó bao nhiêu này, nó 60 này, nó 60 nha, nó 9 này, là nó 60 60 này. Ok, nó là nó bao nhiêu, 52 và 60 nhé, 52. Ok, mình sẽ có chọn này. Trên này nhỏ nhé. Ok, ta đây chúng ta sẽ bỏ cái chọn nút ở đây nhé. Và chúng ta sẽ đi vào đây 52,60. Apply. Ok. Tương tự cái phần bên kia, cái phần bên này nhé. Mình ngược lại, đây là dấu âm. Đây là dấu âm. Và chúng ta sẽ kiểm tra xem nút này nút nào. Chúng ta xóa cái này đi. Chúng ta kiểm tra nút này nút mấy á. Chỉ vào đây, nút mấy. Là 61 đó. Vậy là nút 52 và nút 61. Tương tự chúng ta phải chọn này. Phải chọn vào. Ta đừng có chọn vào nút này nhé. Đừng có chọn vào nút hai đầu nhé. Để chúng ta ghi vào đó. Này chúng ta ghi vào đây 52 phải 61 F3. Ok, xóa nút này đi. Nút mà xem đây, chúng ta click này. Này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Từ đây, đây nó chọn từ đây, nói chung là
Tâm hình lại, mình xóa nó đi, tâm hình lại, nó là đi nó eh ok, mình tập được ở đây, on x, nên là không phải là một. Từ đây chọn nút 52 và nút 60 apply, chọn âm, chọn âm và xóa cái này đi, ta sẽ quét chọn bên này, quét chọn đây. Xem tận hết chưa? Đấy, chúng ta sẽ gọi 52 và 61 tập lại. Ok, thì đây ok, nó là 44 40 điểm. Không biết vì sao không ạ? Ok, xong từ Nga nhé. Anh đi vào lại. Chúng ta đi mô hình tải trọng chất thêm nhé. Lót, vương trụ. Lái, bìm lót. LS. LS là giá trị 1 thôi. Giá trị nhé. Con ship chúng ta muốn tương tự quick này, select cái này, này ta dựng từ đây này. Ok, vô bữa ích chắc là đây, nó tin này, copy vào đây, click vào đây, nó chọn hai điểm là 52 và 60. Ok, chúng ta chọn giá trị âm nhé, xóa cái này đi. Ta chọn cái này. Ta chọn 52 và 61.
đoạn này nó thiếu thiếu đoạn cho đây bằng chính là mô hình thêm nó nhưng mà đừng bắt LS chúng ta dùng với x này trừ đấy có âm 84 vào đây nhé 40 đây là 40 điểm bây giờ chúng ta đi mô hình chúng ta mô hình tất cả đây rồi 1 2 3 chúng ta bây giờ đi mô hình phần kép A nhé và dạng nước nước cũng nên như nói đặt nước nó trong cái vùng này nước nó tác dụng cái vùng này okay. Lót làm lót với cả nước rồi chết đây âm quy hai cái điểm 61 và 62 61 phải à 60 và 61 60 61 đấy chúng ta vào trong nước như nói nước chúng ta đi vào hai trường hợp một là không có nước và hai là có nước nên là chúng ta sẽ vào đây lót này tích lót này ta đi vào đây nước hai là thứ hai là nước bằng không đây ừ, bằng không tức là chúng ta không mà không nên ta không cần phải gắn vào nhé tức là chúng ta đi vào phần tổ hợp này này à, quả ok nó combination ta tổ hợp chúng ta đi vào các tổ hợp này tầng một này tổ hợp 1 đấy, cường độ 1 này A này đây là qua đây thì 1A là đây DC này 1,25 này DVK này 1,5 EV này một phẩy ba này l l này một phẩy bảy năm này rồi với kép a này là với kép a là một này eh này 1,35 này
1,75. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Ok, 7. Nó ghi vào đây là trường hợp là có nước rồi. Trường hợp 1 có nước rồi. Trường hợp cường độ 1A không có nước rồi. 1 A này không nước rồi. Tôi cứ copy cái này, copy cái này. Không nước. Thì chúng ta đây chúng ta thấy cái vết A này thì A 2 con số 1. Ok. Cường độ 1B này. DC là 1,25 này. DV kép này. 1,5 này. Ta tương tự thử. Copy cái tên này vào. Copy tên này. Xóa cái này đi. Copy cái này xuống. Ok. Trang cái tên vào. 1B có nước. 1,25 này. Chắc là 1,5 này. EV là 1,3 này. 1,75 này. 1 này. Đây là 0,9 này. EH 0,9 này. Rồi là 1,75. Ok. Xuống. Copy. Đây. Copy. Ta dán cái tên này vào là không nước. Không nước thì chúng ta thay vào đây là đây có nước chúng ta phải thay vào đây là với kép. À này. Không nước để với cái A2 này. Ok. Copy. Copy. Cường độ 1C. Có nước. 1 thì chúng ta đây 1,5. Ok. Ở cái này 1C thì đây là 0,9 này. Đi với các 0,65 này. EV là 0,9 này. 1,75. 1. 1,35. Và 1,75. 1,75. 1,35. 1. 1,75. 0,9. 0,65. 0,9. Chứ không phải số 5, không chính. Ok. Chúng ta sẽ copy là cái này. Ta copy tên này. Nó lại không nước này. Không nước thì chúng ta đã chọn với chép A2 này. Nước còn không à. Ok, có nước này. Không có nước này. Có nước này. Không có nước này. Có nước này. Không có nước. Ok. Đây chúng ta bao được bao
bao của các cái tổ hợp này này, bao cường độ 1, tức là lấy giá trị, chúng ta sẽ lấy giá trị lớn nhất đấy trong các cái này đấy. Còn nước không có nước ấy, chúng ta chọn vào đây, chúng ta sẽ chọn tiếp nhé, chúng ta sẽ envelope nhé, chúng ta chọn các trường hợp có nước, các trường hợp này 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, đây chọn 1 hết nhé, thì nó lấy giá trị bao giá trị lớn nhất trong các tổ hợp này nhé. 1A có nước không có nước, 1B có nước không có nước, C có nước không có nước. Ok, là mục đích khai báo của tất cả cái này để duy nhất là tìm cái bao ở cường độ 1 này để chúng ta nhập vào cái mặt tính này. Bây giờ chúng ta phải sử dụng nhé, phải dạng sử dụng thì đây đường từ chúng ta xóa sử dụng vào okay. Đây, cái này chúng ta copy cái này nhé, như đây sử dụng đây, okay. Chúng ta chọn đây một hết một ví dụ chúng ta mà có nước thì là cái này ta copy tiếp, không nước chúng ta lại chọn cái này, có nước này, không có nước này, có nước ngoài thì bao chúng ta đi bao sử dụng, bao sử dụng ta chọn đây là em một lúc ta chọn sử dụng có nước và không có nước này, sử dụng không có nước, ok, chúng ta khai báo xong các tổ hợp. Bây giờ chúng ta sẽ đi mô hình cái gối đàn hồi của cái sang phải lực này, chúng ta sẽ đàn hồi. Đây chúng ta sẽ xem đây nó chia thành bao nhiêu quả ở đây. Một hai ba bốn năm ba chín, đây là một hai ba bốn năm sáu bảy tám 9, 10, 11, 12, 13. Đấy, chúng ta đây có khoảng 13 quả. Chia thành 13 quả nhé. Thì chúng ta đi 13 vào đây. Ta chọn đây là cap, nó không cap này. Ta chọn đây là 25 nhé. Cap trung bình nhé, 25 nhé. Cái trước thì nó đập sang nhé. Đây là 13 luôn nhé. Thì nó sẽ có giá trị này, nó lấy giá trị cả hai này, giá trị cả một này chúng ta tính ra, nhưng chúng ta dùng cả hai tiếp nhé, 2048 nhé. Bởi vì sao? Bởi vì tại vị trí này thì bình thường chúng ta thấy K2 này, chúng ta thấy là nếu mà cái phần này không có, phần này nó bị mất đi, phần này bị xóa đi, okay. Này không có thì nó sẽ lấy, đây là giá trị K1 này, thế nhưng mà phần này hiện tại phần này nó tồn tại, cho nên là chúng ta sẽ lấy
Nhắn tin này. À, không muốn tám hết. Bây giờ chúng ta sẽ chọn các nút nhé. Một nút này. Hai nút, ba nút. Bao đi, chúng ta chọn bao đi, bốn spin spot. Z, chúng ta tạo phương Z này, ta nhập giá trị này vào phương Z này vào. Nếu chúng ta cho thêm cái điểm này nữa, điểm này thì nó chính là bằng một nửa, là bằng các K1 này, bởi vì cái khoảng này nó nhỏ hơn điểm này. Điểm này thì nó là này chia 4, 1 phần 2 của cái này, 1 phần 2 của cái này là bằng một khoảng này. Xong chúng ta nhấn F5, ta bật này lên và xem. Một megapa thì bằng newton trên mét này, newton là 1.000 này, nghìn newton là bằng 10^3 này. 3 trừ 3 này chia 16 trừ 6 mét bình này. Đấy. Mày bằng 1.000. 1 MPa sẽ bằng 1.000 kN trên mét bình. Chúng ta ấm lên 5. Tính toán. Ok, tính toán xong. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào xác định nội lực đó. Bên người em chọn cái trường hợp bao này, bao mắc nội một này, value này,
ôn này. Là xem còn tí đi form biến dạng. Số không biến dạng. Đấy, biến dạng như thế này. Xem không có nước, có nước này, ví dụ cưng 1C có nước này. Đấy. 1C có nước nhé. Và 1C không có nước nhé. Đấy. Đấy. Đúng. Hôm nay chúng ta đang ghi nhỏ giá trị bao nhé. Bao cường được 1 để chúng ta nhập vào đây này. Bao cường được 1 thôi. Bao min nếu mà. Bao này. Là bao của bao này, xin một sẽ bôn bao này, là tổ hợp cả mắc cả min thì nó đưa đưa vào đây là toán giá trị mắc cả min đấy. Đây thì chúng ta, đây chúng ta sẽ kéo lên lên vào làm là list đấy. 5 lần thì chúng ta ra, nó khoảng cách nó giãn ra thì chúng ta cũng có thể nhìn giá trị được. Chúng ta chọn vào đây để nhìn luôn. Chúng ta chọn buông vào phần bao nhé. Chúng ta để cái này này sang đây nhé. Một cái bảng đây. Sao chúng ta chọn đây. Tổng hợp giá trị nhé. Thì đây chúng ta sẽ mặt cắt 11 ở đây, 33 ở đây, 22 ở đây. Chúng ta sẽ xem 11 nhé. 11 lớn nhất. Lớn nhất là 27,2 này. Moment 27,2 nhé. Là 31,8 trừ 31,8 trừ 31,8 mấy ngày là trừ 31,8. Ok, 33 nhé. Ba là 36,4. 36,4. Chúng ta quy định nhé. Moment mà hướng ra bên ngoài này là âm, mà nó hướng vào bên trong này, hướng vào trong cống là dương. Nên chúng ta chọn, mặc dù phần mềm đấy là nó quy định là hướng xuống là dương, hướng vào là hướng ra ngoài là dương, hướng xuống là dương. Những phần mềm quy định khác của mình thì ta sẽ quy định hướng vào là dương, nhưng ta chọn đây là âm, mặt đường là 36, đây 36,4, đây 36,4 ghi vào đây 36,4. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xác định là sẽ cắt định lực cắt FZ. Lực cắt thì chúng ta xem đấy, lực cắt tái đỉnh thì nó thấy bằng 0. Lực cắt bằng 0 là 0,2.
Đây thuộc về hai và tại điểm này. Tại mặt cắt 22 nó thấy nó rất nhỏ. Ba thì chúng ta được cắt thì nó vẫn chọc 33 thì nó là 5,9 và 6,1 6,1 chúng ta sẽ đi vào N lực nén lực dọc dọc là FX chứ FI thì nó bằng không rồi nhé FI thì nó bằng không hết FX nó là lực dọc chúng ta xem cái bảng tính này thì mình phải vì đây mình chọn hết cho cái bình đây, xóa hết này ẩn cái này đi này cần được một này đấy chúng ta lấy giúp chuyện mắt ở đây nào lực dọc nhé chúng ta một cắt một một chúng ta lấy lực dọc là 26,3 26,3 này 526,3 tại mặt cắt 22 là lấy giá trị mắc là 54,8 54,8 từ 154,8 đây còn tại đây nó là âm 49,5 bên là 4 thì chúng ta thử xem phần từ là một không nước này từ một có nước này
bool thì nó có giới hạn này, giới hạn đây và đây này. Nếu mà không phải bool thì nó không, cái gạch này sẽ mất đi này. Đây không, đây nó chỉ có một gạch này thôi. Bool tức là nó giới hạn, nó giới hạn trong và giới hạn ngoài của cái này. Đây. Đây chúng ta nhập thông nhà trị từ đầu nhé. Giờ chúng ta đi đến sử dụng nhé. Sử dụng này. Buôn ba sử dụng này. Đây chúng ta moment này. M11 max này. Thì do cần sử dụng này nó rất dí sát vào nhau nên chúng ta xem mắt của mình mắt mắt thì nó đây là 16, đây là 16 này đúng không? Còn 22 này chúng ta xem như là đây là 18,7 nhé, 18,8 18,8 chúng ta xem nhìn xem đấy, 18,8 là âm 18,8 đấy. Đấy, còn đây là 21,9 âm 21. Nhỏ hơn thì là 21,6. Giờ chúng ta xem được cắt nhé. Được cắt này. Là 4. Đây là chỉ số là 1. Xem lực nén nhé, lực dọc này. Đây là trường hợp mắt. Thì đây là âm, cái này chúng ta sẽ vào min để xem nhé. Đây mình người ta ghi tạm đây là 15, âm 15,7.
16. Nhớ âm 15, 18. Tiếp theo đây là âm 99,7. Âm 98,6. Còn đây là âm 33. Ok. Đây các con lượt rồi, chúng ta xem này. Làm việc học thuật toán, kiểm toán là đây là cống, ta xem có thép nhé, thép này bao nhiêu thay nhé. Ta xem này, thép chịu moment này. Thép chịu moment nhé, mặt cắt 1:1 á, đường kính thép là 6 này. Đây. Đây. D6 này. D6 này. Đều là D6 cả. Mặt số thanh thì 1 mét dài này. Mét dài nó khoảng bao nhiêu? Đây là 1m4 này, 1m4 này nó khoảng mấy thanh nào? Khách của nó 80. Còn nó 80 thì 1 mét thành ra số thanh này là 1 mét này chia 80 này. Mét là chúng ta trừ cái lớp bảo vệ đi này, trừ cái lớp bảo vệ là 1 mét, mà trừ lớp bảo vệ là ta trừ cho 50 mm.
không có được trường hợp này nhé, không được trường hợp chúng ta ẩn nó đi. Thì đây, với cái quả nội lực này, chúng ta xem đây, bản vẽ này là một cái bản vẽ thời 27-205 nhé. Rõ ràng là với cái nút thép này chúng ta bố trí ở đây thì nó không đủ. Bản vẽ này là một cái bản vẽ mẫu của một người nào đó tạo ra, thì không phải là một cái dự án nào đấy đâu nhé. Đấy, chúng ta xem, vậy là bố trí cốt thép đã không đủ, thì chúng ta chọn ở đây là phi 8, chúng ta chọn phi 8 cho nó. Đấy, chúng ta chọn phi 8 thì là ok. Đấy, cốt thép phi 8, ok. Đấy, từ đấy chúng ta đây cho tầm 1,6 này, cho cái kết cấu đúc sẵn lắp ghép không phải nha, chúng ta chọn 1,6. Cái số dưỡng lực á, dưỡng lực không có dưỡng lực chúng ta chọn 1,0 nhé. Cường độ chạy danh định này, cường độ chạy danh định ở đây chúng ta loại cho lại 0,75 nhé, cấp 420 nhé, không phải 15 nhé. Ok, đấy, kiểm tra lượng cốt thép tối đa, lượng cốt thép tối thiểu, ok. Chúng ta là khứ kháng cấp này là 33 323 này, 353 323 này. Còn ở đây là nội lực này, nội lực nó gây ra là 0,2 này, 0,38, 0,1 này. Ok, thế nó rất nhỏ nhiều so với khứ kháng cấp này, khứ kháng cấp là đảm bảo. Ok, chúng ta nó sẽ gặp cắt này, ok, nó rất lớn này. Ở đây chúng ta xem bố trí này, chúng ta xem nó không có chín nhé. Đường kính cốt đai cốt thép đai tại mặt cắt tính toán, đây đường kính cốt đai tại đây thì chúng ta D5 đây thì người ta bên 5 bố trí D6 nhé, chắc D5 số thanh thay, thì một một thay khoảng cách nó khoảng là 30 mấy cm. Ok, đây không cần tiếp thay, không cần có tiếp gai này, nhưng mà ở đây chúng ta là cấu tạo bố trí theo cấu tạo này, 6 1 mét là 3 thay này.
tức là khoảng cách của nó là khoảng 3 33 cm ấy. 33 cm ấy. Theo cấu tạo này vì là thế tính ra có thép rồi, cự ly ấy là 34 cm này. Thế nhưng mà khoảng cách tối đa ấy, thì nó là nếu mà là 100,8 ấy. Tại sao 118? Vì nếu mà cần bố trí cốt thép đai ấy, thì phải nhỏ hơn khoảng 118 này này. Thế nhưng mà bởi vì ấy, không cần bố trí cốt thép đai ấy, nên nó theo cấu tạo. Theo cấu tạo thì khoảng cách 340 thì nó cũng là ok. Nên là đây này. Nếu mà không cần đúng đai thì ok này. Ngược lại nếu mà, ví dụ đây mà nó bảo cần cốt đai ấy, thì đây mà khoảng cách này 340 mà lớn hơn cái này là không ok rồi nhé. Nhưng mà đây là đấy, không cần cốt đai nên là bảo đây là theo cấu tạo đấy đã ok. Tương tự kiểm tra đây là ok. Vậy ta có thể thấy bố trí là 8 thanh này, à phi 8 này, số thanh này. Nhưng một cái dài khoảng 3 thanh này, tức là khoảng cách nó khoảng là 80 ấy, 80 mm một thanh ấy, là ok. Và cốt thép đai ở đây chúng ta bố trí phi 6 theo cấu tạo là khoảng 34 cm thì là ok. Vậy là chúng ta đã tính toán xong. Hồi nãy thì tôi đã ẩn cái phần cái thép phần đây là ẩn đi. Nhưng mà đối với các bạn ấy, nếu mà trường hợp mà nó trường hợp là một một cốt thép áp dụng đây là áp dụng trường hợp này thì các bạn lại ẩn cái này đi. Ở đây tôi không ẩn nữa, tôi để lại các bạn tự chọn. Vậy là tôi đã giới thiệu ra cái phần mô hình tính toán và kiểm tra nội lực của cái cổng tròn. Các bạn mà cần cái view, nói chung các bạn cần cái view nào trong đây tôi đã hướng dẫn cụ thể. Các bạn cần view midas thì tôi sẽ để dưới phần mô tả, hoặc các bạn nào yêu cần thì hãy chat hay comment tôi sẽ gửi. Ok, cảm ơn các bạn đã chú ý xem và theo dõi nhé. Nếu các bạn nào có nhu cầu mua cái phiêu tính toán này thì liên hệ mình nhé. Mình sẽ để phần thông tin liên hệ ở dưới phần mô tả nhé. Cảm ơn, chúc các bạn có ngày mới vui vẻ, đầy sức sống và hoàn thành tốt công việc được giao. Quay chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.